Tình Nguyễn xin mến chào và cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã quay trở lại kênh Một tháng lương của sơ là bao nhiêu? Đó là câu hỏi mà anh tài xế taxi hỏi mình. Bạn ấy là người không cùng tôn giáo, nhưng gia đình bạn ấy ở gần cổng nhà dòng nên cũng có chút khái niệm về các sơ. Mình cũng chẳng biết các sơ mỗi tháng được bao nhiêu tiền lương nữa. Mình bảo, nhà dòng có trường mầm non đó, các sơ làm việc lấy của nuôi sống nhau, mọi sự đều để làm của chung, nên không sơ nào biết mình có bao nhiêu lương cả. Các sơ đi tu không chỉ để kiếm tiền nuôi thân, mà còn phải nghĩ đến người khác, những người nghèo, những người bệnh, những người đau khổ cần sự giúp đỡ. Về tới nhà, mình vẫn mãi suy tư về câu hỏi một tháng lương của sơ là bao nhiêu. Mình thầm cười tươi và bụng bảo dạ. Lương của các sơ là các em học sinh nghèo có cơ hội đến trường, những người bệnh tật nhận được sự ủi an, những người cô đơn nhận được sự cảm thông, những người nghèo đói nhận được sự chia sẻ. Lương của các sơ sau một ngày vất vả với sứ vụ là sự bình an nhẹ nhàng của giờ kinh nguyện ban chiều, là niềm vui nho nhỏ của tình yêu cộng đoàn, là tiếng cười của hạnh phúc hay nhiều khi là nước mắt khổ đau. Thân phận kiếp con người, nước mắt ấy đến từ những khác biệt của nhau về quan điểm sống, về tính cách, về văn hóa. Nước mắt ấy cũng có thể rơi xuống do cuộc chiến đấu nội tâm của mỗi cá nhân. Lương của các sơ cao nhất vẫn là sự bình an, là sức khỏe, là thì giờ Chúa ban, là niềm vui mỗi khi nhận được số lương ấy thể hiện ở hoa trái thu hoạch được. Ấy là sự thăng tiến về đời sống thiêng liêng, hay nói cách khác là mỗi ngày cảm thấy mình gần Chúa hơn. Đó chẳng phải là số lương khổng lồ sao? Tiền lương thượng tháng 13 của các sơ là những ngày nghỉ Tết với thầy ô tại quê nhà hạnh phúc.